Cái gì cô đó cô có bị mà. Cô thấy cô ấy, cậu Năm lúc mấy giờ cô đem cô? Cậu Năm điểm lên lúc mấy giờ? Ba giờ rưỡi. Ba giờ rưỡi. Cô đây ạ. Mới hồi sáng này thằng nó có đi với cô tính là trăm ngàn. Mấy người con nó giờ nó biết con nó làm nè, mình giờ lên không gặp nó. Mấy cái dòng chữ hướng dẫn mà. Đúng không? Buồn ha. Như là cô là từ miền Tây lên đây là hồi tối luôn hả? Không có, cô ở miền Tây mà cô lên đây mười mấy năm rồi. Như là cái này là cô cũng làm ở trên đây luôn. Cô tên gì cô nhỉ? Cô tên gì cô? Liên, Liên hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 59. Cô quay cái này cũng đây. Này làm cái nó này. Cái nó là cái gì vậy cô? Tỏi thôi, cho nó bỏ trong mình nó không thăng cho bùa đựng vô. À, chỉ là tỏi. Đập cái đồ bia được rồi. Chúng đồ bi để bi chứ dẫn vô mà người ta làm mùa là vô à, chỉ có cái này để với da trâu để là không vô thôi. Ta làm mùa có quả là không cái, vô. Cái mẹo của dân gian mà ha cô ha. Đó. Mẹo dân gian tốt cô, cho ông lo. Mấy cháu mà anh chị em vậy đó. Thì nhờ chuyển cho nó mà đừng cho bên kia người ta biết, người ta đi làm liền nó chưa có làm được mà nó sẽ vô. Khi không biết là cô phải chặn thời gian với nhiều người nói là mình chưa có biết, là cho thế giới biết thôi, chưa biết. Là chỉ một mình cô thôi, một mình cô đưa là không lo nhận, còn những người khác đưa thì có ai mà làm theo cô á thì đưa cho, không lo, không lo đừng nhận nha. Nói nếu mà nhận được thì điện Zalo cho cô đi cô. Dạ, dạ, dạ. Cô có ghi số điện thoại đó không cô? Đó. Cái này là cô chuyển khoản hả cô? Cô chị ship hả cô? Chuyển khoản hả? Chuyển khoản mới chịu. À, cô chuyển khoản tỏi chứ không phải chuyển khoản tiền. Chuyển khoản tỏi. Chỉ cô nằm thấy cái gì, cái ý của cô. Quá linh thiêng. Nói mạ của anh xong rồi. Nói thôi mà. Rồi một câu đến. Không qua được. Thôi nghe cô kể một câu đến luôn. Rồi. Một câu đưa hư á. Cứ bồi hồi ha. Cứ bồi hồi. Dạ. Bên cô có ghi tổn tích mẹ ha. Là một cái rồi con nhỏ này ngưng ngưng ngóng ngáo ai đâu mà. Cho mà nó hưởng tài sản. Để xuống đây để lo cho mộ cậu ha. Cô bất xuất tiền lo thế nào cô? Thành ra cô tiếc tiền quá. Làm cái nào cô được. Thôi bây giờ mình làm hết sẽ quay cho tất cả quý cô chú anh chị xem ba chú chim mồ câu đang ăn cỏ ở đây. Thì như các cô chú các anh chị thấy ha, hiện tại thì một cô muốn giúp chị Hồng Loan là muốn tránh được những cái tà ma gì đó tác động từ bên ngoài, từ tâm linh ha. Thì cô muốn giúp chị để giải quyết cái vấn đề đó. Thì nãy cô cũng có kể về cái giấc mơ của cô. Mấy bộ câu nó bay vòng vòng nó lại bay lại đây ha. Hôm bữa là 21 con mà nay còn có 3 con à. Không hiểu sao thì hôm nay chỉ có 3 con bồ câu thôi. Bình thường thì 15 mét thấy là tới 20 mấy con, 21 con lận. Rất là lạ ha. Thì đối với những cái chuyện mà liên quan đến tâm linh cũng như là về phía gia đình thì 15 mét Bình Dương sẽ hạn chế ghi hình. Mong là tất cả quý cô chú anh chị là thông cảm cho 15 mét Bình Dương ha. Đó, thì bây giờ 15 mét đang là ở phía bên ngoài đây. Thì ở đây có hai chiếc xe ô tô đang đổ cùng với những chiếc xe máy ở đây. Hiện tại này rất là đông ha, các anh em YouTuber đang ghi hình về một cô, mình cũng không biết là ai, nhưng mà mang theo tỏi để mong là gặp chị Hồng Loan để gửi cho chị Hồng Loan. Nhằm là mong rằng chị Hồng Loan sẽ tránh được những cái tác động xấu từ những cái hế lực tâm linh. Hồi nãy 15 mét bên kia thì cũng thấy ba con bồ câu. Qua anh đây thì ba con bồ câu lại bay xuống đây nữa.
Wow, ba con bồ câu rất là đẹp luôn. Nổi rất là gần với 15 mét ha. Ở đây thì hồi nãy một cô ở quận 12 mang đến cũng đất đai chiến sĩ là 2 mâm. Đây là 3 mâm nha, tổng cộng là 3 mâm. Là thì ở ngoài đất đai chiến sĩ là 1 mâm nha, 1 mâm đây là 2. 2 con vịt quay với bánh mì đúng không Khang? 3 trái dưa leo. Đó, hiện nay cô cúng đất đai chiến sĩ, cô không có cúng cho cậu Năm mà cúng mạng nha. Cô có cúng trái cây cho cậu nữa mà. Thì nãy cô cúng cho cậu Năm rồi cúng chai. Ủa rồi cô đâu rồi là... Hay là cô đi về rồi. À cô chắc ngồi kia. Anh trai anh đang ngồi kia kìa. Cô ơi, chắc cô đi cúng một vòng ở xung quanh đây. Bây giờ chú Tiểu thấy Hương kìa, ngồi giữ. Ngồi giữ mấy em. Những cái nói chung là trong hoa viên thì cũng có mấy con chó thì để ngoài đây cũng rất là nguy hiểm luôn. Thì chú Tiểu đang ngồi giữ. Nếu con tin cô thì con liên hệ với cô giúp con số điện thoại của cô Liên. Em mới nghe cái tiếng gì tạch tạch ta. Đó. Chị nghe cái tiếng gì tạch tạch không? Đó. Đó bên đó thì phải. Cái tiếng gì mà nghe tạch tạch? Hả? Góc nhà hả? Thì bởi vậy em không biết ở đâu. À, như ngồi câu á, nãy thấy nó bay đó. Hình nó bay ra rồi. Ủa sao nay vui dữ vậy ta? Bớt nghe lên cho bớt vui. Cái bộ cậu nay vui cho vậy? Hôm nay mình không có sợ rùi đó chị. Tại biết sao không? Chị biết sao nay không sợ rùi không? Đó, cái tiếng tạch tạch nữa đó. Tại vì nay có cái màn co để quán thực phẩm rồi. Nhưng mà vui luôn, hộ cậu đồng nghiệp cậu á. Lên nhan, nhan gì mà trị rồi hiệu quả. Xin chào cô ha. Dạ. Đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.